cái bông dục em. Bình thường có gì đâu, hát làm nó ổn là mai sinh mình cho mình gặp gặp hát nữa thôi, chắc tà la tà lưng luôn. Một đi một dưới da bình thường mà với mình, ví dụ như mặt đi với mình cùng lắm tới 4 lần là hết một dưới da, thấy không? Nhưng mà do lên cái ổ này thành ra nó bị nhiễm trùng rồi, chắc nặng nặng cay nặng đồ chứ lạnh. Kỹ thuật cái nó nặng chứ sao trời. Mụn đi nặng cay nặng đồ cũng khó ra. Đẹp này, đẹp không? Đẹp. Đẹp không mà tự thấy đẹp vấn đề đi. Đẹp không? Không có gì do ai đâu. Không có rị giật lại, không giật xuống rồi. Kiến làm bàn da chú thôi Kiến à. Chú đau là tê lại cho chú ngay. Xe đồ cho chú đi xem mới được. Tặng bao nhiêu tiền? Dạ của chú cái hộp nó ha, cái hộp nó 150 với mụn trăm nữa là 250 chứ.
Chú ơi, chú còn ở đây kìa. Mà cái hột nó lên lại là chú qua con bảo hành cho nghe. Vì con không thể đốt sao được á, xịu lầu con không có đốt sao á. Ừ, không mình nói không gì. Ủa kiếm. Tại phải nhìn cho điện chứ. Dạ để con điện với mình ra đón chú. Dạ. Chú đừng có cãi gỡ cho chỗ nó nghe. Bấm vô Facebook của chị Bao điện cho chị Hồ Minh nó lên đó. Dạ không, chưa chú. Chị đó con điện cho. Bấm vô Facebook của chị Hồ Minh nó điện đó. Messenger của chị tin nhắn Bao đó, chị mới nhắn tin. Nhưng mà không đào không đuôi tức. Làm tiếp nó ổ viên đó nha. Làm tiếp nó ổ viên đó. Chứ sợ nó ổn dài quá là da mất mã không thôi. Ừ, chứ nhiều quá giống ăn kiến rồi đó kìa. Ừ. Ổn dài quá là da mất mã không thôi. Thái họ cái là làm vô ngửi không được, có mình cả thì đúng là cả thì thì mà hắn cũng chịu khó đi làm này, đi làm mà ráng cũng chơi dễ sợ, các bạn không làm nó ở nhà anh chơi không, ở nhà lái diễn trợ thì cũng chịu khó đi làm đồ đấy, rất làm cực các bạn mà ráng cũng thích đi làm đi đồ đó chứ đâu phải là nó nhóc nhóc nhé mà nhờ chị biết chơi rồi đó.